Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu tranh một chú hề. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Chiếc mũ này thì mình sẽ dùng màu xanh.
vì vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo.